Em chào mọi người. Thật ra đưa câu chuyện nhà mình lên đây, em cũng rất đắn đo. Biết là giặt áo cho người xem lưng, biết là trong nhóm cũng có nhiều người thân, bạn bè. Nhưng thật sự đến hôm nay, mọi thứ đã vượt quá giới hạn bản thân của một cô gái như em. Câu chuyện của em chắc chắn chỉ có một mình em gặp trong đời. Em cứ tự hỏi, mẹ có thương em không? Suốt 10 năm còng lưng trả nợ cho những thú vui của mẹ, không hiểu từ bao giờ thú vui cờ bạc lô đề ngấm vào máu mẹ em. Ngày hôm qua em lấy lương được hơn 10 triệu, nhưng ngày hôm nay chỉ còn 90 ngàn trong tài khoản. Những chỗ em vay cho mẹ, họ đòi tiền công ty em lấy trả cho mẹ cũng phải bù vào trả. Gần chục năm nay, không ngày nào em không phải quay cuồng với nợ nần của bên ngoại, cứ đầu cá vá đầu tôm cho mẹ. Hôm qua chỉ còn mấy chục nghìn trong người, không còn cách nào khác, em sang mẹ bảo đưa trả cho con 1 triệu để con chi tiêu đã, chứ giờ con không còn đồng nào. Nhưng không, mẹ em nói dối em, hẹn ngày này ngày kia. Nhưng khi em qua hỏi tiền thì chửi em, ném bát đi đuổi em. Em thật sự nghĩ mình có phải là con ruột của mẹ không? Mẹ nhà người ta, con gái về thì lúc nào cũng giấm dúi thứ này thứ kia, sang nhà ngoại ai cũng được ăn no vác và mang về. Sao mỗi lần em qua thì lại bị đánh chửi hắt hủi như thế ạ? Chồng em từ ngày biết em giấm dúi, anh chẳng còn đưa lương cho vợ nữa. Biết em mới lấy lương nên em cũng không thể mở miệng bảo anh đưa tiền. Mỗi tháng biếu bố mẹ hai bên thì không sao, đầy cứ bảo cho mẹ vay, xong con cũng không có sữa mà uống. Nhiều lúc em tủi thân chỉ ngồi khóc một mình. Em biết là em dạy, nhưng dạy 10 năm nay rồi có phải là em quá ngu không ạ? Em không nhớ đã bao lần em chạy vậy tiền cho bên ngoài rồi, quỳ cả ở sân nhà họ hàng để lo tiền cho mẹ. Nhưng hễ hỏi tiền để gửi lại người ta thì mẹ em chửi em. Khi gửi tiền cho bà thì bà vui vẻ, nhưng cứ hễ hỏi là chửi, không chửi thì như ném tiền vào mặt, như mình ăn xin. Rồi mẹ có thương em không? Lúc nào mẹ cũng bảo tao không nhờ vả gì mày, nhưng hễ cần là gọi, gọi xong thì mặt xác em tự lo, không hề hỏi lại một câu xem thế còn lo cho mẹ, rồi thì con lấy tiền đâu mà con xây dở vào. Em bất lực thật sự, em muốn buông bỏ mọi thứ. Hiện tại viết ra những lời này, em chỉ muốn mình có một người mẹ như bao người mẹ khác. Mọi thứ thật sự khó đến thế sao?